Nên thỉnh Pháp Sư và kính chúc quý vị thính Pháp được an vui và nhiều lợi lạc. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Như, con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Tính, con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con xin kính lễ cô Tu Nữ Tuệ Duyên và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con thấy Pháp Sư đã vào trong room, con xin kính mời mọi người cùng lắng lòng thanh tịnh cùng với Nguyên Như thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa Brahma-cha-lo-ka-thi-pa-ti-sa-ham-pa-ti-ka-tan-cha-li-an-thi-wa-rang-a-ya-cha-tha-san-ti-tha-san-tam-ba-ra-chang-kha-cha-ti-ka-de-se-tu-tham-mang-anu-kam-bi-mang-pa-chang san tham ma phê rinh quy nha dành cha cả giang su tân cha bắn thăng a phi thăng ma chăm măng a cô ta dành tô cha tu san cha đành đăng pháp bồ tha này dê pa ri sa dạ mắn chê Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, phân nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lòng giả ngài dời trường sang, thuyền pham độ can hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pham từ, đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ơn phổ cẩm, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tin rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chôn đi, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư phụ Pháp Tính có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay ạ. À. Con xin dâng mic lại cho sư phụ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang appivadeyami Sokato Pangavata Tammo Thammang Namassami Suppatipanno Pangavato Savakasangho Sanghang Namami Lokassanathang Varamuttamahang Buddhan cha Thammang cha Bannamami Sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, cầu mong hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa tâm đại đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng kính chào toàn thể quý vị. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục học về lục nhập duyên cho xúc. Lục nhập duyên cho xúc thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng có nhiều khi do chúng ta bị vướng, chúng ta bị vướng vào cái danh từ, hoặc là có nhiều khi là do cái tâm của chúng ta
cảm thấy nó rất đói. Thành ra chúng ta mới thấy cái bài nó khó. Chúng ta phải có cái cách để mà chúng ta tháo gỡ từ từ. Quý vị biết hồi lúc trước mà chúng tôi học cái môn thập nhị nhân duyên này, chỉ được giảng những cái tiêu đề vậy, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, đồ như kia, chỉ được giảng cái tiêu đề thôi, chứ không có không có phân tích ra, hoặc là không có một cái cũng như là không có cái sự thí dụ để cho mình hiểu được đâu quý vị. Còn ngày hôm nay đó, chúng tôi lên lớp đó, chúng tôi rất là tận tâm để mà giảng từng chi tiết cho quý vị nghe. Tại vì sao vậy quý vị? Tại vì chúng tôi nghĩ rằng đối với Đức Phật ngài thiết ra cái giáo lý này làm cho chúng ta nó rất là hay quý vị. Phải nói rằng là nếu mà không có bậc đạo sư của chúng ta thì không có ai phân tích được, không có ai thuyết giảng, không có ai phân tích được những cái điều này. Mà nếu mà mình mà không học, mình không giảng, rồi không có người học, phải nói rằng là rất là uổng công lao của Đức Phật. Quý vị thấy rằng cũng như bây giờ tới cái mùa tháng 7 rồi, tới mùa tháng 7 rồi, cái mùa này là cái Phật, cái đạo Phật rất bận rộn. Mà nó bận rộn cái chuyện mà chúng tôi nghĩ nó thất cười, nó thất cười lắm quý vị. Có nghĩa là bây giờ là coi như là bận rộn về làm đồ chay nè, rồi bận rộn về cúng chay nè, bận rộn về cúng cô hồn nè, bận rộn về, phải nói rằng là đủ cái chuyện. Và không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Hồi nãy lúc đầu tiên chúng tôi vào lớp học thì nó đã rớt rồi, nó đã rớt nét rồi. Vì nãy không có cho tín hiệu, thành ra chúng tôi không có nó hơi bị hoang mang. Dạ. Rồi. Thành ra quý vị thấy rằng coi như là phải chi mà mình cũng như chúng tôi nghĩ rằng hôm nay là bây giờ là có cái chương trình của cái Dôm á, cái Dôm á thì thấy có nhiều vị giảng ở trên đó nó cũng thành công. Mà đối với cái pháp môn này đó, thập nhị nhân duyên với vi diệu pháp, thì phải có cái bản để mà chỉ thì nó sẽ rất là nó rất là dễ hiểu quý vị. Để coi chúng tôi cũng phải ráng nghiên cứu về cái chương trình ở bên đó nữa, để mà giống như đứng ở trong một cái lớp học để thuyết giảng đó, thì làm cho quý vị dễ thấy, dễ hiểu hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái bài học ngày hôm nay, là lục nhập duyên cho xúc. Lục nhập duyên cho xúc là cái bài học của chúng ta đó. Mấy ngày trước chúng ta đã học thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập. Đó, lục nhập, bây giờ đến lục nhập liên cho duyên cho xúc. Chúng ta nhớ, chúng ta nhớ rằng lục nhập là cái gì vậy? Lục nhập là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, và ý nhập. Đó. Rồi cái này mình hiểu như vậy nè. Có nghĩa là có con mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có cái lưỡi, có cái thân, có cái ý. Đó. Vậy thì những cái này nó ở đâu mà nó có bị ở đâu mà nó có? Do chúng ta có cái thân này, do chúng ta có cái thân này, thành ra chúng ta mới có. Chúng ta có cái thân này thì nó mới có hình thành ở trên đó, là con mắt nè, lỗ tai nè, cái lỗ mũi nè, cái miệng nè, cái thân nè. Đó. Rồi ý của mình, do có danh pháp và sắc pháp, thành ra những cái nhập này, nó lục nhập này nó mới hình thành. Rồi do đâu mà chúng ta có danh pháp và sắc pháp? Do
do thức quý vị, do chúng ta có những cái sự đi tái sanh, có những cái sự đi tái sanh, thành ra chúng ta mới có cái danh pháp và sắc pháp này. Mà cái sự tái sanh đó ở đâu mà chúng ta có, ở đâu mà chúng ta có, là do những cái hành động, do những cái hành động thiện hay là bất thiện, thiện hay là bất thiện, thành ra chúng ta mới có những cái sự đi đầu thai, có nghĩa là cái thức tái sanh đó. Rồi những cái hành động thiện và bất thiện đó là do đâu? Do vô minh nó chi phối, do vô minh nó chi phối, có nghĩa là những cái hành động này nó được tác động ở vô minh, thành ra chúng ta có những cái hành động thiện hay là bất thiện, thành ra nó cho mình đi tái sanh đó. Thì quý vị chỉ cần hiểu vậy thôi, chứ nó đâu có cái gì mà chúng ta phải suy nghĩ mà nó nhiều vô. Chúng ta không cần suy nghĩ nó nhiều vô, nhưng mà khi mà cần thiết thì chúng ta sẽ phân tích, khi mà cần thiết thì chúng ta sẽ phân tích. Cũng như bây giờ quý vị thấy, rằng quý vị chúng ta có nhiều cái đó chúng ta phải phải suy tư một chút, chúng ta phải suy tư một chút. Ví dụ như ở trong cái phần mà lục nhập duyên cho xúc, lục nhập duyên cho xúc đó là có nghĩa là cảnh sắc á, nó đối chiếu vô nhãn vật, thành ra nhãn thức nó sanh lên. Đó thì lúc đó thì gọi là do có con mắt rồi có cảnh sắc rồi có cái sự gặp gỡ nhau, thành ra cái xúc nó sanh lên đó. Thì bây giờ mình chỉ hiểu gọn ngay chỗ đó thôi, chúng ta chỉ hiểu gọn ngay chỗ này thôi, chúng ta không có chúng ta không có cần nhiều. Còn nếu mà chúng ta muốn đào sâu vô nhiều, chúng ta muốn đào sâu vô nhiều thì chúng ta phải suy tư. Lúc đó cũng như là bây giờ mình nghĩ rằng là tại sao mà con mắt mình chỉ có bắt được cảnh sắc thôi, tại sao con mắt mình mà nó không nghe được âm thanh, tại sao cái lỗ tai mình mà nó nghe được âm thanh thôi mà nó không có thấy được, nó không có thấy được cái cảnh sắc đó. Thành ra chúng ta nhớ rằng là suốt đời con mắt chỉ thấy cảnh sắc, suốt đời cái lỗ tai chỉ nghe được âm thanh, suốt đời cái mũi của mình chỉ ngửi được mùi, suốt cuộc đời mình cái lưỡi chỉ nếm được vị, suốt cuộc đời của mình thân chỉ biết cái sự xúc chạm thôi. Đó, ý thì nó biết đủ, ý thì nó biết đủ, đủ ảnh cảnh nào trình bày. Thành ra đó, nếu mà chúng ta mà suy nghĩ rằng là tại sao mà con mắt nó chỉ biết cảnh sắc thôi, đó thì chúng ta lúc này chúng ta cần phải có sự trợ giúp của vi diệu pháp. Tâm nhãn thức sanh lên có bao nhiêu sở hữu biến hành ở trong đó, tâm nhãn thức sanh lên có bao nhiêu sở hữu biến hành ở trong đó, có bảy thôi. Thì do nó có bảy, nó có bảy anh chàng đó thôi, ít quá có nhiều đó thôi, thì nó chỉ biết được cảnh sắc thôi. Còn đối với ý thức thì khi mà nó sanh lên thì nó có nhiều, nó có nhiều cái sở hữu ở trong đó, nó có nhiều sở hữu ở trong đó, thành ra nó biết được nhiều. Còn bây giờ đối với tâm nhãn thức mình sanh lên có bảy sở hữu biến hành trong đó thì biết được nhiêu đó thôi. Đó thì có những cái, có những cái chúng ta phải ngồi chúng ta suy tư, chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ qua suy nghĩ lại đó. Thật ra đó quý vị, cái môn vi diệu pháp này mình phải ngồi mình suy tư, có cái mình phải ngồi mình suy tư đó, rồi mình mới cảm thấy là thấm thía, cảm thấy là mình thấy rằng là ở trong cái giáo pháp này, đúng là cái giáo pháp này có cái vị ngọt. Khi mà chúng ta hiểu được những cái điều này á, là coi như là có cái vị ngọt ở trong cái sự học của chúng ta đó. Rồi vậy thì lục nhập duyên cho xúc là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là nói về các căn có cái sự hợp mặt giữa giữa cảnh
Ngài căn và cảnh, thành ra lúc đó ngài nhãn thức ngài nó sanh lên, ngài thức nó sanh lên. Đó, vậy thì chúng ta đó, trước tiên á, là chúng ta định vị cái gì trước quý vị? Chúng ta định vị cái gì trước? Lục nhập. Rồi bây giờ mình viết ra đi. Lục nhập gồm có cái gì? Lục nhập. Lục nhập thì mình viết đi, thì quý vị viết đi. Lục nhập ở trong đó là nhãn nhập, nhĩ nhập, viết viết cho nó đầy đủ đi, để hôm 21 quên à. Đó, đúng rồi. Lục nhập là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập. Đó, bởi vậy có nhiều người cũng như thật sự ra ở bên ở bên Bắc Tông thì người ta tụng cái này ghê lắm. Người ta tụng coi như là Bát Nhã Tâm Kinh, người ta tụng dữ dằn lắm. Nhưng mà có điều một cái là người ta không có, người ta cũng như là người ta không có hiểu thôi. Chứ cái bài kinh mà Bát Nhã Tâm Kinh á là người ta tụng ghê lắm nha. Coi như là mình thua cái đó đó. Mình thua người ta cái chỗ đó đó nha quý vị. Coi như là mình tụng không có bằng người ta. Đó. Nhưng mà cái sự hiểu của người ta nó hơi căng nha. Nó hơi căng nha quý vị. Đó. Tại vì á quý vị biết không? Có vẻ chứ cái phần đầu á nó hay. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc gì đó. Rồi đến chừng mà vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, vô thiệt, vô thân, vô ý đồ đó. Đó. Rồi quý vị thấy rằng là rồi đến cái gì nữa quý vị? Vô diệt vô đạo. Vô diệt vô đạo là có nghĩa là không có diệt đế, không có đạo đế luôn. Nó tùm lum nó lát nó rối. Quý vị coi cái bài kinh đó, khi mà chúng ta mình ngồi mà chúng ta chép ra rồi đó, coi như là lúc đó đó chúng ta coi như là chúng ta không hiểu gì trong đó luôn. Vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Chúng tôi nhớ hồi đó chúng tôi là cũng tụng ghê lắm nha quý vị. Hồi đó chúng tôi ở trên núi là coi như là cũng luyện ghê lắm á, tụng gõ chuông gõ mõ dữ lắm. Thành ra bây giờ mà học tới cái này rồi đó, mình thấy rằng là coi như là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Nhưng mà quý vị biết không, mà tới đó là mấy người ta giảng, người ta lái qua lái lại là mình chịu không nổi đâu. Quý vị chịu không nổi với những cái lời mà giảng dạy đó đâu. Người ta trường uống ghê lắm. Người ta trường uống qua lại quý vị không thể nào mà mình nắm họ lại được, mà không thể nào nắm lại được. Rồi bây giờ trở lại cái bài học của chúng ta, nói về lục nhập thì chúng ta biết là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Cái này là ở đâu nó có quý vị? Cái này là đâu nó có? Nó do chúng ta, do coi chúng ta có danh sắc, danh sắc thành ra nó mới có lục nhập này. Đó, nó mới hình thành được. Rồi bây giờ á, vậy thì chúng ta do có lục nhập thành ra nó mới có xúc, nó mới có xúc quý vị. Đó, nó mới có xúc. Vậy thì xúc ở đây có nghĩa là gì? Xúc ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự va chạm giữa tâm, cảnh và vật. Đó, cái sự xúc ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự mà gặp gỡ của căn, của cảnh
Dạ. Do có lục nhập mới có xúc, xúc là sự va chạm giữa tâm, cảnh và vật. Đúng rồi, xúc là sự va chạm giữa tâm, cảnh và vật. Đó, thì ở đây chúng ta nghĩ, chúng ta phải biết rằng là cái xúc là cái sự gặp gỡ, khi mà tâm, cảnh hoặc là nhãn vật đó, nhãn vật hoặc là nhĩ vật đó, đó thì coi như là, coi như là cái sự mà gặp mặt nhau này là coi như là nó mới sanh lên, nó sanh lên, nó sanh lên cái xúc. Vậy thì quý vị thấy rằng khi mà cảnh sắc mà nó xuất hiện ở trong nhãn vật á, thì lúc đó nhãn xúc nó sẽ sanh lên. Đó, rồi khi mà cảnh thinh nó xuất hiện ở trong nhĩ vật thì lúc đó nhĩ xúc nó sẽ sanh lên. Rồi khi mà cảnh mùi, cảnh khí đó, cảnh khí mà nó xuất hiện ở ngay chỗ cái tỷ vật, mà có nghĩa là xuất hiện ở trong cái lỗ mũi mình á, thì nó sẽ phát sanh lên tỷ xúc. Đó, rồi cảnh vị đó, khi mà nó xuất hiện ở trong thiệt vật, có nghĩa là ở trên cái lưỡi của mình á, thì lúc đó thiệt xúc nó sẽ sanh lên. Rồi khi mà cảnh xúc á, mà nó xuất hiện trong thân vật, là có nghĩa là ở trên thân của mình á, thì thân xúc nó sẽ sanh lên. Đó, rồi cảnh pháp mà nó xuất hiện trong ý xứ của mình, thì lúc đó ý xúc nó sẽ sanh lên. Đó, thì vậy thì quý vị hiểu chưa? Quý vị hiểu chưa? Do có danh sắc mới có lục nhập. Đó, rồi do có lục nhập thành ra xúc nó mới sanh khởi, xúc nó mới sanh khởi. Nhưng mà chúng ta chúng ta nên nhớ rằng là đối với cái xúc hoặc là nó thọ, hoặc là cái thọ nó sanh lên, thì chúng ta nhớ phải có tâm, lúc đó có nghĩa là có cái sự biết nó mới sanh lên cái sự xúc này. Chứ quý vị thấy rằng những người mà người ta nằm, người ta bị xỉu á, người ta bị xỉu á, ta bị xỉu này, cô này Đức Pháp Trang ưa xỉu lắm đó. Những người mà người ta bị xỉu bị là lúc đó nó là các căn của người ta đó, khi mà mình lúc đó mình có cái sự xúc chạm vô, người ta cũng không biết, người ta cũng không biết quý vị. Đó, thành ra nó phải lúc đó tâm của mình nó phải hoạt động, có nghĩa là cái tâm hộ kiếp đó, cái tâm của mình nó phải hoạt động, thành ra cái mình mới biết được cái xúc đó, cái xúc nó mới sanh lên. Đó, vậy thì không biết tới ngay chỗ này quý vị hiểu chưa, quý vị hiểu chưa, không biết nữa. Sao mà lớp im lặng quá. Thật sự ra nó cái này hồi lúc trước á, hồi lúc trước mà chúng tôi học ở chùa Siêu Lý á, mà mình cứ ngồi mà mình ngồi mà mình viết bài hoài á, mình về mình không hiểu quý vị, mình về không hiểu. Rồi, đó, rồi. Vậy thì á, ở trong cái gì sao vì sao mà giảng được tới các cái cõi nữa ta. Dạ, thì chúng ta nói chung là chúng ta chỉ hiểu đại khái, chúng ta chỉ hiểu đại khái. Thì bây giờ á, nói về lục nhập mà duyên cho xúc là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là vì chúng ta có sáu căn, thì vì chúng ta có sáu căn thì chúng ta mới có cái sự mà hợp mặt giữa căn, cảnh và vật, thành ra xúc nó sanh lên, sở hữu xúc nó sanh lên.
Đó, đó thì do chúng ta có những cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi mới có cái cảnh sắc, cảnh tinh, có những cái cảnh căn cảnh nó hợp lại, thì lúc đó đó xúc nó mới sanh lên. Đó thì bây giờ chúng ta chỉ chúng ta chỉ hiểu như vậy thôi, chứ nếu mà chúng ta bây giờ thí dụ như quý vị đặt ra quý vị đặt ra tại sao mà có tại sao mà có những cái chuyện đó, thì tại vì giờ mình có con mắt, mình có con mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có lưỡi, có thân, có ý, thành ra mình mới có cái sự biết, mình mới có cái sự biết. Rồi lúc đó khi mà hãy mà lúc nào á, mà cảnh sắc nó sanh lên á, thì mình có cái sự biết của con mắt. Lúc nào mà cảnh cảnh thinh á, nó lọt vô lỗ tai mình á, thì mình mới có cái sự biết của cái lỗ tai. Khi nào mà có cái mùi vị á, cái mùi cảnh khí đó, cái mùi á, mà nó lọt vô cái tầm lỗ mũi của mình á, thì coi như là tỷ xúc nó sanh lên. Cái sự ngửi mùi được của mình á, gọi là tỷ xúc, tỷ xúc nó sanh lên. Đó, rồi khi nào mà có những cái chất vị gì đó mà nó lọt vô cái lưỡi của mình á, thì lúc đó đó mình mới biết là có thiệt xúc nó sanh lên. Đó, rồi khi nào mà có cái sự mà cái vật gì đó nóng lạnh mát gì đó mà nó va chạm vô cái thân của mình á, thì lúc đó là thân xúc nó sanh lên. Đó thì bây giờ chúng ta hiểu đơn giản vậy thôi. Rồi còn đối với ở cái cõi, những cái cõi của phạm thiên sắc giới thì phạm thiên sắc giới thì trừ bớt cái gì vậy, trừ bớt cái thân, cái lưỡi và cái lỗ mũi, trừ bớt ra. Còn đối với cõi vô sắc thì nó không có sắc thôi. Đó, thành ra chúng ta trừ bớt ra dần dần thôi. Đó, khi mà chúng ta thấy rằng những người mà người ta tu tập, người ta đắc thiền, người ta thấy coi như là mình có nhiều căn quá, mệt quá, mắt tai mũi lưỡi thân ý rồi thành ra nó đủ thứ cơ quan hết, thật là mệt quá. Đó, mình tu tập làm sao mà mình ức chế làm sao mà để mà mình bớt tham đắm trong cái sự xúc chạm, cái sự ăn, rồi cái sự ngửi rồi này kia. Thành ra các cái vị đó tu tập từ từ là coi như là chỉ còn có cái ý, cái ý rồi mà chỉ còn có cái sự thấy, sự nghe thôi. Còn ăn với xúc chạm với ngửi mùi rồi nữa không còn nữa, là do cái năng lực thiền của các cái vị đó có cái sự mà chế ngự được. Chế ngự được, thành ra sanh về cái cõi đó, sanh về cái cõi đó. Đó, chắc có lẽ rằng ở trong cái bài học này, chắc có lẽ rằng ở trong cái bài học này đó, thì bây giờ chúng ta phải dùng tới cái phương pháp là quý vị hỏi để chi, để cho chúng ta thấy rằng cái chỗ nào chúng ta chưa hiểu thì chúng tôi sẽ chia sẻ ra, sẽ giảng ra, để chứ nếu mà chúng tôi cứ ngồi đó mà giảng riết á, thì quý vị sẽ khó hiểu hơn. Đó, thành ra chúng tôi nghĩ rằng bây giờ chúng tôi sẽ kết thúc cái bài giảng này, để cái phần còn lại cho quý vị hỏi tại sao con mắt hay là cái lỗ mũi hay là cái người có mắt mà không có mũi này kia vân vân, hoặc là mắt cái lỗ mũi này từ đâu nó có này kia đó, thì từ quý vị chúng ta sẽ đi xung quanh, chúng ta sẽ đi xung quanh cái vấn đề này, thì chúng ta sẽ tìm ra được, chúng ta sẽ tìm ra được và chúng ta sẽ hiểu hiểu cái bài học hơn. Đó, thành ra chúng tôi sẽ kết thúc cái bài học. Bây giờ quý vị vận động, quý vị khơi nguồn cái máy lên đi, rồi để cho chúng ta có cái sự thắc mắc thì chúng tôi sẽ giải thích ra cho quý vị hiểu thêm, hiểu hơn nữa. Vậy thì chúng tôi
Xin kết thúc cái bài giảng này nha, để cho quý vị có thời gian quý vị hỏi, thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Xin được kính mời quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con, nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư phụ Pháp Tính đã giảng cho chúng con bài pháp về lục nhập duyên xúc của ngày hôm nay. Dạ kính thưa chư vị, bây giờ tới cái phần mà mình đặt câu hỏi với lại sư phụ Pháp Tính. Nếu mà vị nào hồi nãy giờ không có hiểu giống như nguyên như, thôi bắt đầu giơ tay lên. Có thể chị Kim Nhung hay anh Ca Vinh hay chị Trang hay anh Giang có thể rồi sa thú anh Ca Vinh nha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính lễ quý sư, con kính lễ kính chào đạo tràng. Dạ, kính thưa sư, nếu mà mình ở trong cái phòng tối mà không dẫn đèn, tối kín mít, mà mình mở con mắt ra mình nhìn mà không thấy chi cả, vậy lúc đó có nhãn xúc không sư? Dạ, con xin kính chân sư ạ. Đối với khi mà chúng ta cái khi nào á mà nó hình thành cái sự thấy, nó hình thành cái sự thấy hoặc là cái sự biết cảnh, sự thấy hoặc là cái sự biết cảnh, thì lúc đó nó mới có nhãn xúc, lúc đó nó mới có nhãn xúc. Vậy thì khi mà chúng ta thiếu ánh sáng, chúng ta thiếu ánh sáng thì lúc đó nó chưa có đủ, nó chưa có đủ, lúc đó cái tâm mà gọi là cái tâm hữu phần của mình mà nó chưa sanh lên, nó chưa sanh lên được. Tuy rằng lúc đó nó cũng có cảnh phía trước mắt của mình, nhưng mà do nó chưa có đủ cái điều kiện, còn là có nghĩa là lúc đó mình chưa thấy được, có nghĩa là nó chưa có xúc chạm, căn và cảnh nó chưa có va chạm với nhau được, nó chưa có va chạm với nhau được, thành ra nó cái xúc nó không có sanh ra. Cái xúc nó không có sanh lên được quý vị. Đó, thành ra nó phải có cái điều kiện là lúc đó là chúng ta thấy, chúng ta thấy được cái cảnh đó. Nhưng mà hỏi sao giờ chúng ta không thấy? Tại vì không có cái ánh sáng, không có cái ánh sáng, thành ra tuy là cái cảnh nó ở trước mắt tôi mà bây giờ không có ánh sáng sao tôi thấy được. Đó, thành ra đó là trong cái trường hợp này chúng ta phải phải biết rằng là tại sao mà có cảnh trước mắt mà mình không thấy, hoặc là người ta khi mà mình nói là căn và cảnh nó đối chiếu với nhau, thì lúc đó nhãn xúc nó sẽ sanh lên. Tại sao trong trường hợp này xúc nó không thì tại vì là lúc đó chưa có cảnh. Chưa có cảnh thì đúng là không có, chưa có đủ nhân nó sanh lên. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn giải thích cho quý vị nghe là tại sao mà mình nói là có căn có cảnh thì xúc nó sanh lên. Nhưng mà trong cái trường hợp này mà cũng có cảnh trước mắt mà tại sao mình nói xúc nó không có sanh lên? Cái trong cái trường hợp này tuy rằng có cảnh trước mắt thiệt, có cảnh trước mắt thiệt, nhưng mà nó đâu có đủ điều kiện, mình đâu có thấy, thì cũng như là không có cảnh, cũng như là không có cảnh. Quý vị biết không, quý vị biết không, cái vấn đề này nè mình mới hiểu được cái chỗ này đó. Cũng như có những cái trường phái khác, có những cái trường phái khác người ta cầm cái bông hoa, cái người ta mới đưa lên, người ta hỏi mình thấy không, thấy. Cái mình trả lời thấy đó, rồi cái người ta cầm cái bông hoa đó người ta giấu ra ngoài sau lưng, cái người ta hỏi mình thấy không, cái mình nói là không thấy, cái người ta mới bắt lỗi mình là thấy cái sự không thấy. Mình trả lời sai, mở đầu người ta nói rằng là người ta cầm cái bông hoa người ta đưa trước mặt mình, ta hỏi mình thấy không, cái mình nói thấy.
Cái xong rồi cái người ta cầm cái bông hoa, cái người ta giấu ra ngoài sau lưng. Cái người ta hỏi mình thấy không? Cái mình nói không thấy. Cái người ta nói sai, thấy sự không thấy. À, thấy sự không thấy. Thành ra quý vị biết không? Là chúng ta phải có cái điều này. À, có nghĩa là chúng ta phải có ở trong cái chương trình chúng ta học. À, có nghĩa là chúng ta phải hiểu được khi mà có đầy đủ. À, chúng ta có cảnh sắc, có con mắt, rồi có ánh sáng, có cái sự tác ý, thành ra nó hình thành cái sự thấy. Chứ thấy cái sự không thấy là như thế nào đó, thành ra chính vì cái chỗ này đó mà chúng ta mới biết được. À, chúng ta mới biết được là có những cái điều đó, là chúng ta phải xác nhận là mình không thấy thì mình nói không thấy, còn thấy cái không thấy là như thế nào đó. Thành ra sẵn nhân cái câu hỏi này á, thì chúng tôi cũng giải thích thêm cho quý vị mà hồi lúc trước là chúng tôi nghe có những người ta thảo luận về Phật pháp á, nhưng mà thật sự ra nó là do người ta không có những cái, nói chung là thật sự ra người ta do bị một cái duyên gì đó, chướng duyên gì đó mà người ta không có học được những cái điều này, và tự người ta suy luận ra theo cái ý nghĩ của người ta đó. Vậy thì mình phải có những cái điều này thì mình mới đủ khả năng để mà mình biết được là cái lúc đó mình hiểu đúng hay hiểu sai. Còn bây giờ trở lại với cái câu hỏi của anh Cao Vinh á, Phật tử Cao Vinh á, thì lúc đó ở trong cái đêm tối đó, tuy rằng nó có cái cảnh sắc ở đối diện với con mắt thiệt, nhưng mà nó có cũng như không thôi, là tại vì nó thiếu cái nguyên nhân là ánh sáng. Thành ra bây giờ có cái cảnh sắc trước mặt của mình nhưng mà mình không thấy, thì cũng giống như là không có cái cảnh sắc gì đó, là do nó thiếu cái điều kiện đó. Thành ra lúc đó nhãn xúc nó cũng không sanh lên được, nhãn xúc nó cũng không sanh lên được như vậy. Cũng như bây giờ mình bịt con mắt mình lại thì mọi người, người đẹp người xấu đều trước mặt mình hết, nhưng mà mình đâu có biết cái gì đâu, nhãn xúc nó đâu có sanh lên được, là do nó thiếu một cái điều kiện. Bây giờ thì xin mời quý vị. Dạ, Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân câu trả lời của sư phụ Pháp Tính. Dạ, Nguyên Như xin kính mời vị kế tiếp có câu hỏi nào về lục nhập và duyên xúc hôm nay. Dạ, xin mời anh Tính Pháp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Sa Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sa Dạ. Cô ngay đến lễ Chư Tôn Đức Tăng với bà cô tu nữ cùng lễ đạo tràng. Dạ, thưa sư, trong bài giảng ngày hôm nay sư có nhắc rất nhiều và đến mà do danh sắc mới có lục nhập, thưa sư. Như vậy thì cái danh sắc được hiểu danh tức là tâm, mà sắc đây có thể coi là năm cái hệ thống thần kinh, tức là nhãn căn, vị căn, thị căn, thiệt căn và thân căn. Thì chúng con có thể hiểu được là danh sắc tức là nó là nói chung mà sáu căn đó sư, là riêng biệt đó không sư. Thứ hai nữa là câu hỏi của con là chỗ mà danh sắc sanh, do danh sắc sanh lục nhập, chữ nhập đó sư. Nhập có thể hiểu nôm na là từ ngoài vào trong, hay là từ một nơi chốn là đi vào một nơi chốn khác được không sư? Dạ, dạ, nhờ sư khai mở điểm này. Dạ, mô Phật. Con xin xuống bích ạ. Dạ. Chờ một chút rồi sư giảng bài rồi xong rồi sư điện thoại lớn nha. Cảm ơn Phật tử Thính Pháp. Đối với
cái câu hỏi của thính pháp vừa Phật tử thính pháp vừa hỏi đó, thì cái chữ nhập ở đây đó, cái chữ nhập ở đây mình chỉ cho là sáu nội xứ thôi, mình chỉ cho sáu nội xứ thôi, chứ chữ đối với cái chữ nhập này đó thì coi như là nó không có, cũng như là nó không không nó một cái, nó không có phải là một cái danh từ gì mà để mà mình cần phải tìm hiểu theo cái ý nghĩa của nó hết đó. Thì chúng ta chỉ biết được là lục nhập á, là ở đây là nói đến cái gì, nói đến sáu nội xứ, nói đến sáu nội xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Thành ra đó, cái chữ nhập ở đây đó thì theo chúng tôi nghĩ là nó giống như là nói về ở bên những cái cơ quan, những cái cơ quan, những cái chỗ trú của những cái cơ quan thần kinh, nó sanh lên như vậy thôi. Thành ra đó là nó không phải là nó không phải là một cái danh từ gì để cho chúng ta cần phải tìm hiểu cho nó sâu sắc về cái chữ nhập. Lúc hồi nãy Phật tử thính pháp đang hỏi chúng tôi, do chúng tôi có một người ta điện thoại vào có công việc, người ta điện liên tục, thành ra chúng tôi phải cố gắng chúng tôi nghe, thành ra chúng tôi nhớ chỉ có một cái vế như vậy thôi mời Phật tử thính pháp mà hỏi lại ha. Dạ mô Phật, kia câu hỏi của con là hiểu nó đơn giản đó sư. Chẳng hạn như bài giảng ngày hôm nay sư nói về lục nhập do lục nhập này duyên cho xúc đó sư. Như vậy thì trong lục nhập thì gồm có do danh sắc mà sinh ra lục nhập, do lục nhập sinh ra sáu xúc. Như vậy thì trở lại lúc ban đầu thì danh sắc, danh đây được là đại diện cho tâm, và sắc đây thì gồm có năm hệ thống thần kinh, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. Chúng con có thể hiểu được như vậy không sư? Tức là danh sắc tức là nói chung, mà lục nhập tức là chỉ có tâm và năm hệ thống thần kinh là nói riêng, rồi từ đó làm duyên cho xúc và do sự va chạm của căn cảnh và tâm. Người sư giải giùm cái này, nhờ mô Phật ạ. Sa thú. Chúng tôi hiểu được cái ý nghĩa của Phật tử thính pháp rồi. Có nghĩa là quý vị thấy, đối với khi mà mình nói chung lại danh pháp và sắc pháp cũng được, danh pháp và sắc pháp cũng được. Rồi có khi mình nói về lục nhập cũng được, cũng như là có khi quý vị thấy rằng mình nói tới thập nhị xứ cũng được, mà 18 giới cũng được đó, hoặc là chúng ta nói về ngũ uẩn cũng được. Thì chung quy lại ngay chỗ đó cũng danh pháp và sắc pháp, danh pháp và sắc pháp thôi đó. Thành ra nhưng mà tại sao mà có lúc mình nói là danh pháp và sắc pháp, tại sao mà có lúc mà mình nói là lục nhập, tại sao mà có lúc mà mình nói là ngũ uẩn, hoặc là tại sao mà lúc mình nói là thập nhị xứ? Thì tại sao vậy quý vị? Khi mà nó hình thành cái gì đó, thí dụ như bây giờ ngày hôm nay mình đang học là tại sao mà có cái sự xúc chạm, thì mình sẽ phân tích ra là do có lục nhập. Thì ở trong lục nhập đó là cái gì, là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, vân vân, là có nghĩa là chúng ta do chúng ta tại sao mà chúng ta có cái sự thấy của con mắt, hoặc là cái sự thấy của con mắt, thì chúng ta mới phân tích ra là do chúng ta có lục căn lục nhập này. Có nghĩa là mắt rồi có cảnh sắc, rồi có cái sự mà gặp gỡ nhau, thành ra xúc nó mới sanh lên đó. Thành ra nếu mà mình nói vắn tắt, mà mình nói danh pháp sắc pháp cũng được đó. Còn khi mà mình nói về mà tất cả cái thế giới này, tất cả toàn bộ cái đời sống của mình chỉ gồm có cái lục nhập này thôi cũng được đó. Có nghĩa là ở trong toàn bộ cái cuộc sống của mình là coi như là các căn này nó đều làm việc hết. Mình nói rằng là tôi như vậy đó, nhưng mà thật sự ra đó là con mắt nó thấy cảnh sắc, rồi tai nó nghe tiếng, mũi nó ngửi mùi, lưỡi nó nếm vị, thân nó xúc chạm, ý nó suy nghĩ đó. Thành ra chúng ta thấy rằng là coi như là toàn bộ hoạt động ở trong đời của mình, nếu mà khi mà mình phân tích ra
mình phân tích ra thì coi như là các căn của mình hoạt động, chứ không có cái người nào ở trong đó hoạt động hết. Đó, nhưng mà mình phải kêu dùng cái danh từ tục đế để mà mình giải thích cho mình biết được là người đó đi làm, người kia đang đi làm đồ này kia, hoặc là cái ông nó đang suy nghĩ vân vân, để mà mình hiểu. Chứ giờ mình nói là danh pháp đang suy nghĩ, danh pháp đang hoạt động, hoặc là sắc pháp đang hoạt động đồ này kia đó, thì không ai hiểu được hết. Đó, vậy thì ở trong cái câu hỏi của Phật tử Thính Pháp đó, thì chúng tôi hiểu cái chỗ này rồi. Thì mình đúng là lục nhập thì nó hình thành là do có danh pháp và sắc pháp. Rồi tại sao mà có lúc mình nói danh pháp và sắc pháp, tại sao có lúc mình nói lục nhập đồ này kia? Thì khi mà mình nói thí dụ như là thức nó làm duyên cho danh pháp, thì lúc đó chúng ta chỉ cần nói về danh pháp thôi. Nhưng mà bây giờ hỏi tại sao mà nó có xúc, tại sao mà nó có xúc vậy, tại sao mà nó có sự mà nó sanh khởi cái xúc đó lên, mai mốt mình học đến cảm thọ nữa. Khi nào, tại sao mà nó sanh khởi cái xúc này lên, thì lúc đó mình mới đem cái lục nhập này ra. Mình nói rằng là tại do nó có cái lục nhập, do có mắt tai mũi lưỡi, thành ra có nhãn xúc nhĩ xúc đồ nó sanh lên. Đó, thì khi mà cần ngay chỗ điểm nào thì chúng ta sẽ phân tích cái điểm đó ra để mà chúng ta nói. Đó, đây là cái ý của chúng tôi xin được trả lời qua cái câu hỏi của Phật tử Thính Pháp. Bây giờ thì xin gửi mic lại cho Đạo Tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và nguyên như xin thay mặt Đạo Tràng kính tri ân Sư Phụ Pháp Tính đã giảng dạy và đã trả lời câu hỏi cho các bạn đạo ngày hôm nay. Và con thấy thời gian bây giờ cũng là 10:25. Và nguyên như xin thỉnh Sư Thanh Trâm trở lại mic ạ. Con không biết Sư Thanh Tâm có nghe được âm thanh của nguyên như không, bạch sư. Con xin nhân mít lại cho Sư Tâm ạ. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Sư Pháp Trang, Sư Pháp Tính. Kính chào Sư Nguyên Thông và tất cả quý cô. Chào Đạo Tràng. Dạ, thay mặt lớp học thành kính tri ân Sư Pháp Tính rất nhiều. Dạ, kính chúc Sư được an vui, khỏe mạnh. Dạ, bây giờ xin mời Sư Nguyên Thông phúc chúc cho Đạo Tràng nha. Dạ, kính mời Sư ạ. Phavatu sabba mangalam radhang tu sabba devata sabba buddha anupave nusada soti pavantu te. Phavatu sabba mangalam radhang tu sabba devata sabba dhamma anupave nusada soti pavantu te. Phavatu sabba mangalam radhang tu sabba devata sabba sangha anupave nusada soti. Và vâng tu tê, tất cả phước báu hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin thay mặt Đạo Tràng kính tri ân Sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho Đạo Tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà sanh ti vi hà ra hoa si ni thụ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình
ta tham ma đa ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thế ra cha mắn cha na wa ca cha phình kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha yê sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hòa răng pa tinh cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mắn tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắng gô wa an tha ya cha hi ta ya cha am hê răng kha tu sang tham mô sam bê bi tham ma cha ri no vô thinh sam pa bu nê ya ma tham ma ri yam ba vui đi tê y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô ý đăng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai và Nguyên Như xin hẹn chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như kỳ viên vào ngày tối mai cũng là ngày thứ sáu ở bên Mỹ và là sáng thứ bảy ở bên Việt Nam. Chúng ta sẽ được học một bộ môn rất là thầm thâm vi diệu của Phật giáo Nam truyền, chính là bộ môn vi diệu Pháp với Thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.